Thank you.
Thank you.
đi chơi để anh trai ở đây coi cho.
Đây cũng khá đông vui đó các bạn ơi. Quán xá bán đồ ăn rất là nhiều. Quanh đây đó các bạn. Quán thức ăn sẵn rất là nhiều. Quán thức ăn sẵn nè các bạn. Mày quán nước hả đại ca? Dạ. Gửi xe làm sao? Miễn phí uống nước ủng hộ. Rồi gửi xe uống nước luôn. Có số gì không hay là chứ gì không? Chỉ nhớ mặt thôi hả? Dạ. Đây quán nước và quán ăn cũng rất là nhiều đó các bạn. Đây là quán ăn. Uống nước mình vô uống nước đi các bạn. Rồi đây có bán trà đường không? Rồi ly trà đường đi nhé. Để luôn. À, đây có bán quán nước cũng bán nước rất là nhiều đó các bạn. Mang đi. Bữa nay cũng rất là đông. Ly bao nhiêu đó cô? Rồi cháu gửi tiền luôn. Rồi rồi rồi. Mình đi vào quán bồng nha các bạn. Mình đi tham quan bồng nha các bạn. Xem bông hoa nhé các bạn.
này là kem khói. Đây bán bánh bông gò, bán kẹo bông gò các bạn ơi. Đủ màu hết trơn ha. Bán hạt dẻ Lạng Sơn nữa các bạn ơi. Bán đủ thứ đồ cả. Cao Bằng Lạng Sơn. Bông cũng rất là đẹp đó các bạn. À, địa lan. Đây là địa lan các bạn. Chậu gì nhiêu vậy em? Anh trai ơi. Vậy là chậu nhiêu em? Chậu gì nhiêu vậy? 600. Lan Sato. Mai rất là nhiều luôn các bạn ơi, mai. Đây cũng quán xá bán đồ ăn sẵn rất là nhiều. Cúc quá đẹp các bạn ơi.
hành cũng rất là trái, mưa năm nay cũng lớn các bạn. Quán cà phê Phúc An. Chậu hoa cúc rất là lớn các bạn. Chậu rất là lớn. Và đẹp quá. Ồ, quá lớn luôn các bạn ơi. Chỗ này cũng nhiều tiền đấy các bạn. Mai này cũng quá chèn bông của các bạn ơi. Bông rất là nhiều. Quá bông. Bông này là nở kịp Tết đó các bạn. Quá đẹp đại ca ơi. Ừ, đẹp không? Đẹp. Hôm nay thấy bông đẹp hơn năm ngoái á. Ai mới lên lô là bán mở hàng đó chứ chị bán Là em chậu nhiêu đó? 120. 120. Hàng năm nay cũng nhiều đó các bạn. Bông giấy cũng rất là đẹp, bông cũng nhiều đó các bạn ơi.